Anh Hưng thì theo anh thì bây giờ em có số tiền là 1 tỷ đồng, tiền vốn tự có không vay, thì bây giờ theo anh thì bây giờ đầu tư cái gì? Đấy, có 1 tỷ đầu tư cái gì? Có 1 tỷ, nhưng nếu mà cứ mỗi tháng các bạn kiếm được thêm 100 triệu nữa thì các bạn có thể ném cái này vào một cái gì đó đầu tư dài dài, đúng không? Còn nếu có 1 tỷ không vay, nhưng mà chúng ta ngoài ra chúng ta chả có đồng nào khác nữa, cũng không có nguồn thu nhập nào khác nữa, thì chúng ta có thể phải nên đầu tư vào một cái gì đó để tạo được dòng tiền để có thu nhập, đúng không? Phải nuôi được chúng ta sống đấy chứ, không thì quẳng vào đâu đó rồi cuối cùng là nó kẹt ở đó thì rất là khó. Thế nhưng mà thực ra mà nói thì dù vay hay không vay thì chúng ta vẫn phải quan điểm rằng là đó là chi phí cơ hội. Vay thì nó là lãi suất, đó là chi phí vốn, nhưng nếu không vay nó là chi phí cơ hội. Chi phí cơ hội ở đây được hiểu rằng là nếu chúng ta không đầu tư vào bất động sản thì chúng ta luôn luôn có một cách nào đó để tạo ra một cái thu nhập khác. Ví dụ đơn giản nhất, điều mà ai cũng làm được, đó là gửi tiết kiệm, đúng không? Chả làm gì bỏ vào tiết kiệm cũng kiếm được 6% năm, 7% năm. Như vậy nếu chúng ta trong trường hợp chúng ta đầu tư thì chúng ta phải luôn luôn, chúng ta mặc dù là không đi vay nhưng chúng ta phải luôn luôn hiểu rằng chúng ta đang mất 7%, đó là chi phí cơ hội, vì chúng ta đã mất đi cái cơ hội mà bỏ cái tiền đó vào một khoản khác để sinh lời, đúng không? Còn chưa kể là có một cơ hội khác, có nhiều cơ hội khác lớn hơn là đưa tiền cho người khác kinh doanh hộ, đúng không? Hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, những người làm chuyên nghiệp như chúng tôi cũng hay dùng cái hình thức đó để huy động vốn với một tỷ lệ nhất định, ví dụ thường là 20-30% cho tổng mức đầu tư dự án là theo hình thức hợp tác đầu tư hoặc là hợp tác kinh doanh. Có nghĩa là chúng ta sẽ chắc chắn luôn là chúng ta sẽ không sở hữu bất động sản, mà hợp tác đầu tư và hợp tác kinh doanh là để chia ăn chia lợi nhuận chứ không phải là ăn chia bằng sản phẩm. Còn cái loại mà các chủ đầu tư lách lách luật khi chưa đủ điều kiện để ký hợp đồng mua bán, là thực ra bản chất là gì, là chúng ta quý vị là phải chuyển thành hợp đồng mua bán trong tương lai khi mà đủ điều kiện, nó khác nhé, cái đấy tôi không nói. Còn đây hợp tác kinh doanh là gì, là bây giờ chúng ta cùng bỏ tiền vào đây, khi nào bán được thì chúng ta chia ăn chia lợi nhuận với nhau, và cái bỏ tiền đó là chỉ bỏ tiền đúng cái số tiền chúng ta có mà thôi, bỏ 1 tỷ thôi, chứ không phải là chúng ta mua 10 tỷ và chúng ta bỏ 1 tỷ, sau đó tháng sau lại tỷ nữa, tháng sau lại tỷ nữa, mà nếu không bán được thì lại đi vay, không vay được thì bắt đầu là bắt đầu phá sản, đúng không? Không phải như thế. Chúng ta đấy là gọi là chúng tôi gọi là đu dây ấy, cưỡi lưng hổ, cưỡi lưng cọp. Đầu tiên thì bảo là thôi anh cứ bỏ ở đây 10%, ngày mai anh bán lãi được thêm 500 triệu, thế là lãi được 50% trên ra vốn. Nhưng nếu không, lỡ không bán được thì sao? Lỡ không bán được nộp thêm 10% nữa 1 tỷ, thôi 1 tỷ thì vay bố mẹ cũng được. Thôi 1 tỷ cũng vẫn chưa bán được. Bắt đầu lại đến kỳ nộp tiền lại 1 tỷ nữa, bắt đầu đi vay ngân hàng. Đúng không? Vay ngân hàng đến lúc có khi là vay đến cả 10 tỷ rồi vẫn chưa thấy bán được gì cả. Thì chúng ta tính là lãi suất của 10 tỷ nó là bao nhiêu tiền? Chỉ cần 10 tháng không bán, là mấy năm không bán được thôi, là nốt tiêu luôn ngay cái số chỉ 1 năm thôi, đúng không? Bởi vì bây giờ lãi suất là 10%. Nếu chúng ta vay 10 tỷ mà chúng ta có vốn 1 tỷ thì như vậy tức là 9 tỷ đi vay thì cứ mỗi một tháng ít nhất là mất được khoảng 80 triệu. Đúng không? 80 triệu thì bao nhiêu? Năm hơn năm là hết ngay cái số tiền 1 tỷ chúng ta. Tiêu ngay lập tức. Cái đó là cái mà chúng ta phải xác định xem, mặc dù chúng ta có 1 tỷ không phải đi vay, nhưng cái không phải đi vay đó liệu nó rảnh rỗi thực sự hay không, hay là đó là tất cả những gì chúng ta có, đúng không? Và cái 1 tỷ đó liệu rằng là chúng ta có cơ hội nào khác nữa không, đúng không? Và 1 tỷ đó có thực sự là chiếm toàn bộ tài sản của chúng ta hay không, hay là chúng ta có 10 tỷ và chúng ta có 1 tỷ dôi dư, có 10 tỷ làm việc khác rồi và có 1 tỷ nhàn rỗi để bỏ vào bất động sản cho vui, thì câu chuyện hoàn toàn khác. Thì cái đó cũng không thể nói một cách chính xác rằng là nên có 1 tỷ để đầu tư vào cái gì. Thế nhưng mà đấy, thì đó là một vài cái gợi ý mà để trong cái quan điểm, có gọi là cái terms, tức là cái luật chơi của mỗi người tự đặt ra cho bản thân mình ấy, thì chúng ta sẽ tìm kiếm xem một cái loại hình nào nó phù hợp. Thì hiện nay thì cái việc vốn hóa và chứng khoán hóa các cái hình thức đầu tư bất động sản ở Việt Nam chúng ta nó chưa được phổ biến lắm. Ví dụ như bỏ tiền vào quỹ đầu tư hay bỏ tiền cho những người khác đầu tư hộ, và các tiền tư tín thác hoặc là ủy thác đầu tư nó chưa được phổ biến lắm. Và cái điều đó nó làm mất đi những cơ hội cho những người có ít tiền nhưng lại muốn tham gia thị trường bất động sản. Và vì vậy cho nên là tôi kiến nghị rất nhiều lần lên các cơ quan chức năng nhà nước, và hiện nay đang bắt đầu dần dần xem xét và cởi mở. Và chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm mọi cách để mà giúp được cho những người có ít tiền. Nói thế thôi, 1 tỷ đầu tư bất động sản thực ra không được cái gì đâu. Còn nếu mà đã xác định là nhàn rỗi thực sự thì mua 1-2 cái nền. Đúng không? 500 một nền, 1 tỷ một nền. Xong rồi bỏ đó, quên đi. Khoảng 5 năm, 10 năm cũng là một cách. Nếu chúng ta thực sự đó là nhàn rỗi, tức là không cần, không tức là bỏ cho nó ngủ quên 5 năm, 10 năm không sao cả, thì đó là một cách, đúng không? Thì đó là tôi nghĩ rằng là rất là khó để nói chính xác cho cái trường hợp này, nhưng mà đó là một vài gợi ý các quý vị có thể cân nhắc.